Trong tập 1, sau khi phát hiện ra việc má tôi đưa bé Ti đến ở như một kế hoạch nham hiểm nhằm chỉnh đốn lại cách sống bê bối của thằng con, và cũng là cố tình tạo ra cơ hội cho hai trẻ gần gũi nhau để tác hợp nhân duyên, thì tôi bàng hoàng té ngửa. Nhưng bà đã thành công vượt bậc, vì sự hiện diện của bé Ti chẳng những giúp tôi gần như lột xác chỉ sau một thời gian ngắn, đã vậy lại còn xính vính trước vẻ dễ thương quá hớp của em nó. Sau khi cân nhắc kỹ lòng mình, tôi quyết định tỏ tình với em. Nhưng thật bất ngờ, vì ngay chính em cũng bị tiếng sét ái tình uýnh trúng. Con nhỏ khổ sở không ít khi phải cố gắng che đậy cảm xúc của mình. Một hôm, tôi gọi bé Ti lên văn phòng nói chuyện. Em nó khép nép bước lại gần. Dạ, anh Mario kêu em. Phải, nghe anh dặn nè, mai mốt má có chỉ thị gì thì phải báo cáo lại cho anh biết trước, nghe không? Rõ ràng bé Ti có vẻ miễn cưỡng ra mặt. Nhưng mà rủi bắt la em thì sao? Trời ạ, em là người của anh, phải biết nghe lời anh. Cấm không được để má sử dụng em thao túng anh nữa, hiểu chưa nhóc? Dạ. Nghe cái kiểu giả lấp lửng này, tôi cũng không biết nó có hiểu và chịu làm theo ý mình không nữa. Con nhỏ thì ngoan thiệt, nhưng cũng cứng đầu cứng cổ thấy tổ. Dù tỏ tình xong rồi, nhưng tôi vẫn đâu có được mừng ăn sơ muối gì. Nhớ hôm nghe tôi xin phép được ngỏ lời với Betty, má đã cẩn thận chặn họng thằng con trời đánh. Muốn nói gì thì nói, nhưng chưa cưới hỏi thì không có được lộn xộn này nọ với con gái nhà người ta, nghe không? Mày mà làm bậy là chết đó. Trời, má coi con là thứ gì vậy? Ừ, thì má phòng ngừa mày ẩu tả thôi mà. Nhưng nhỏ Ti coi khờ khờ vậy chứ đâu có ngu. Sau khi hai nhà giáp mặt bàn bạc ứng định xong ngày cưới, thì con nhỏ lại càng lẩn tránh tôi như chạch. Không biết do ai cảnh giác hay tại má tôi ra lệnh phải biết giữ mình cho đến đêm tân hôn. Mà có một lần, nhỏ Ti vô phòng làm việc kêu tôi ngủ sớm như thường lệ. Tự nhiên bữa đó không biết mắc chứng gì mà tôi bỗng thấy em nó sao mà dễ cưng quá, nên bất thần đứng dậy ôm đại. Tối nay vô buồng ngủ chung với anh luôn đi nhóc. Ý tôi chỉ là ôm nhau ngủ thôi, nhưng không biết Betty hiểu thế nào mà nó run rẩy như người sắp chết tới nơi. Con nhỏ vùng vẫy cố thoát khỏi hai cánh tay mất dạy của tôi, miệng không ngớt lắp bắp năn nỉ. Không, không được đâu anh Mario, buông em ra, má la chết. Con bé mặt mũi tái mét bỏ chạy ra cửa mà chân cẳng lóng ngóng suýt té. Tôi đứng được mặt ra suy nghĩ, sao bé Ti phản ứng kịch liệt dữ vậy cả? Tôi đâu có ý định làm gì bậy bạ, với lại trước sau gì thì cũng cưới kia mà. Hơn nữa, tôi nhớ hai đứa cũng từng ôm nhau mùi mẫn vài lần, chứ bộ chưa hả? Em còn nói sợ má la. Má nào? Không lẽ là má tôi? Bà già suối con nhỏ phản kháng lại khi bị thằng Mario quấy nhiễu sao? Gì kỳ vậy trời? Không biết bà đứng về phe nào nữa. Má ơi là má, thiệt là chịu hết nổi mà. Mà đâu chỉ có vậy, nhiều lúc tôi stress nặng vì công việc, muốn có người tâm sự mà chẳng biết giải tỏa với ai. Kêu thằng Bobby lên nói chuyện thì trời ạ, nhiều lúc nhìn nó cứ nghệt mặt ra, coi ngu ngu chịu không nổi. Trong khi tôi đang thao thao bất tuyệt thì còn tức hơn bị bò đá. Còn gọi Betty lên phòng nói chuyện có lẽ còn tệ hơn nữa. Nếu tôi bảo Betty, pha cho anh ly cà phê, Betty,
anh đói bụng quá, có gì ăn không? Thậm chí khi thấy tôi nhăn nhó, Betty, anh nóng quá, muốn đi tắm. Dù nghe bất cứ yêu cầu gì từ anh Mario, Betty đều vắt chân lên cổ, chạy có cờ, đáp ứng vô điều kiện, một cách nhanh nhất, tốt nhất có thể, với thái độ vô cùng tận tụy và cung kính. Trời đất ơi, tôi đâu có muốn em nó tự coi mình là ô xin chính hiệu kiểu đó. Con nhỏ không thể thay đổi thói quen của mình sao ta? Có một lần, trong lúc tôi đang chat voice với Alyssa, sau khi hoàn tất một vài hiệu chỉnh về dữ liệu ngôn ngữ và nhận dạng âm thanh, thì Betty gõ cửa. Anh Mario ơi, tới giờ ngủ, khuya rồi. Vì đang trớn làm việc nên tôi phớt lờ. Nhưng vì cửa phòng chỉ khép hờ nên khi Betty đẩy nhẹ thì nó mở toang. Ngay lúc ấy, Alyssa cũng vừa lên tiếng thắc mắc. Có lẽ nó đã nhận dạng được giọng người lạ, mà lại là thuộc phái nữ hẳn hoi nữa kia chứ. Có em nào kêu anh kìa, honey? Tôi âu yếm trả lời. Ai kêu kệ nó cưng, chỉ cần nói chuyện với anh thôi hen. Ok. Nhưng Betty đã xuất hiện ngay trước cửa phòng. Hai mắt em mở to kinh hoàng, giáo giác tìm kiếm coi cái giọng eo éo ấy từ đâu phát ra. Nó lắp bắp hỏi, anh Mario đang nói chuyện với ai phải không? Bỗng con bồ kỹ thuật số Alyssa của tôi bất ngờ phản ứng. Đúng là có con mắm nào vô buồn mà anh, em không chịu đâu. Cái giọng léo nhéo của Alyssa làm Betty thất kinh hồn vía. Khi chẳng nhìn thấy ai khác trong phòng ngoài tôi, gương mặt con nhỏ tái xanh vì hoang mang, kinh hãi. Nó run rẩy lập cập bước trở ra, nhưng miệng vẫn không quên nhắc lại như một con vẹt. Anh Mario coi đi tắm, khuya rồi. Nói xong, nó ba chân bốn cẳng chạy vắt dò lên cổ về phòng, rồi nhảy tót lên giường, trùm chăn kín mít. Biết con nhỏ hiểu lầm nên tôi vội vã tới gặp Betty, cố giải thích cho nó hiểu việc tôi đang làm. Nhưng hình như chẳng những nó không hiểu gì hết, mà thậm chí còn nhìn tôi bằng ánh mắt sợ hãi một cách kỳ quái. Có lẽ bây giờ nó còn nghĩ thầm tôi đang bị khùng nặng và đang nuôi một con ma phụ nữ trong phòng riêng thì phải. Con nhỏ không đủ vốn liếng tri thức để hiểu hết những lời giải thích quá khoa học viễn tưởng của tôi. Thiệt là vô phương cứu chữa mà. Nếu bỏ qua mấy chuyện có liên quan tới công việc kiểu đó mà bảo Betty vô phòng nghe tôi giải bày tâm sự loài chim biển thì còn tệ hơn. Em nó cứ ké né sợ sệt, làm như đang trong tư thế chực chờ bỏ chạy. Đến nỗi có lần tôi phát cáu. Em ngồi yên được không? Anh đâu có tính ăn thịt ăn cá gì em, mà sao cứ nhấp nha nhấp nhỏm hoài vậy? Dạ, thưa anh Mario. Ngó đôi mắt đen thẫm tròn xoe như con nai vàng ngơ ngác, đang sợ hãi, thì tôi sẹp lép như cái bong bóng xì hơi, và tự dưng đâm nản chí. Cái gì đây? Mình định cưới một người đàn bà hay là một con nhỏ ô xin vậy ta? Rõ ràng trí tuệ em nó đâu có vấn đề, nhưng sao Betty đem cất ở đâu mà không chịu sử dụng? Riết rồi tôi cũng chẳng thèm gọi nữa, cứ để em nó tự động làm những công việc thường nhật. Dù tôi có cố gắng tiếp cận thì cũng thật là vô ích khi Betty không hiểu vô tình hay cố ý, mà cứ làm như không thèm biết tôi nghĩ gì. Còn tôi thì hiểu rõ rằng giữa hai đứa có một khoảng cách xa thăm thẳm. Có lẽ ở cái đoạn này thì má đã sai lầm nghiêm trọng rồi má ơi. Thú thật rằng Betty chưa đem lại cho tôi cảm giác bình yên và mãn nguyện như tôi kỳ vọng.
Dĩ nhiên là tôi yêu, tôi say mê vẻ đẹp thánh thiện, trong sáng của em nó. Nhưng liệu chỉ với bản chất ngây thơ và cách sống đơn giản như hiện nay, thì thứ mà Betty mang đến cho tôi đã đủ chưa? Nhiều lúc tôi đã có cảm giác áy náy và hối hận vì lỡ vội vàng quyết định quá nhanh, quá nguy hiểm về tương lai của hai đứa. Nhưng đến giờ này, tôi vẫn cư xử tử tế và tỏ ra bình thường với Betty. Dĩ nhiên là má tôi càng không thể hay biết diễn biến thất thường trong cái đầu của thằng con rắc rối này. Mario à, mày phức tạp quá đi. Chính tôi cũng nhận thấy mình như thế. Nhưng làm sao đây? Tôi có nên nói chuyện nghiêm túc với má bây giờ không? Phải đối xử với Betty thế nào cho đúng mực để em không bị thất vọng và tổn thương? Thiệt tình là tôi không nỡ làm vậy. Nếu con nhỏ đau khổ tuyệt vọng vì tôi, thì liệu tôi có an nhiên tự tại được không? Tôi thực sự hoang mang, rối trí với cái đầu của mình quá. Nhưng cho đến một lần, mỗi ngày Betty vẫn cần mẫn làm việc của mình, em vẫn liên tục thúc giục tôi tắm rửa, cơm nước và đi ngủ sớm. Nhưng tôi bỗng nhiên thấy chán và muốn dở chứng, chây ì, như định quay lại nếp sống cũ. Một hôm, sau gần cả giờ nhắc nhở đi tắm, Betty bực bội quá khi thấy tôi vẫn phớt lờ. Con nhỏ cả gan lên tiếng hầm hè: "Anh Mario, sao lúc này anh kỳ vậy? Muốn em mét má không?" Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt giận dữ của tôi, thì em nó cúi đầu, lủi thủi bỏ đi xuống bếp. Tuy có lúc cũng thấy thương thương, tội tội con nhỏ, nhưng rồi tôi lại nghĩ, nhiều khi mình dễ dãi quá cũng khiến nó lờn mặt, phải đưa nó trở lại đúng chỗ thôi. Vậy là cuộc chiến tranh lạnh do tôi khởi xướng bắt đầu từ hôm đó. Tôi áp dụng chiến thuật làm lơ và thấy rõ Betty tỏ ra khổ sở vì bị bỏ rơi, bị tôi hắt hủi, xem như người thừa trong nhà. Lần gần đây nhất, tôi bỏ luôn cơm tối. Con bé ngồi một mình dưới bàn ăn, khóc thút thít vì ức. Nhiều lần khác, tôi bắt gặp hai mắt nó đỏ hoe, nhưng vẫn cứ lờ đi và tỏ ra cứng rắn, không thay đổi thái độ lạnh nhạt của mình. Một hôm, đang ngồi làm việc trong phòng thì có tiếng gõ cửa. Tôi ngỡ Betty nên nói lớn: "Gì nữa vậy em? Kêu réo cái gì?" Nhưng giọng má sang sảng cất lên khiến tôi giật thót mình: "Má đây nè, mở cửa mau." Tôi hết hồn, chạy vội ra mở khóa. Vừa ngó thấy bản mặt tôi, bà già đã hầm hầm lớn tiếng: "Mấy bữa nay mày ăn hiếp con Ti thế nào mà mặt mũi nó buồn so vậy hả?" Tôi nhìn má bực bội, hỏi ngược lại: "Con hay Betty là con của má vậy? Nó tâu hót cái gì nữa rồi phải không?" Bà già ngồi phịch xuống ghế, lấy tay xỉ xỉ vào mặt tôi: "Sao cái tật suy bụng ta ra bụng người không bỏ vậy con? Nếu nó chịu nói thì vừa thấy cái bản mặt mày là tao xử liền, chứ đâu cần hỏi han gì nữa. Hiểu chưa thằng ung con?" Tôi ngồi trầm ngâm một lúc rồi quyết định nói huỵch tẹt ý mình: "Đã vậy thì con nói luôn." Thấy cái kiểu cứng đầu của tôi, bà già đâm lo ngại, má dịu giọng: "Sao? Có chuyện gì nói má nghe." "Má à, nếu không cưới Betty thì có được không?" Điều tôi vừa nói ra, nó vang lên y như sấm nổ bên tai. Má giật mình, chút nữa suýt rớt luôn xuống ghế. "Trời đất, mày nói gì vậy hả Mario? Tại sao lại nói thế hả?" "Má à, nghe con kể hết đi đã." "Được rồi, hãy bình tĩnh giải thích rõ ràng cho má nghe." Tôi chậm rãi nói hết ý của mình: "Tụi con coi như đính hôn rồi phải không má?"
Vậy mà sao lúc nào Betty cũng tự coi mình là ô xin hết vậy? Con không thích như thế. Tại sao cứ phải hạ mình quá mức vậy? Ngoài ra, con nhỏ giữ ý đến nỗi coi con giống như một ông kẻ, lúc nào cũng đề phòng, làm như con luôn luôn có ý định xâm phạm tiết hạnh của nó hết vậy. Nhiều lúc thấy thương, muốn đụng vào người một chút thôi, nó đã co rúm lại như đĩa phải vôi, luôn miệng van xin, năn nỉ. Không được đâu, mà là... Trời đất ơi, con với Betty chẳng có cái gì giống với một cặp đôi đang yêu nhau hết. Tại sao cái gì cũng má? Nó nghe lời má đến nỗi lờ tịt hết mọi ý kiến và suy nghĩ của con. Dĩ nhiên là con quá biết má thao túng Betty để điều khiển con, nhưng cũng vừa vừa phải phải thôi chứ. Sao má không cưới nó luôn đi? Nói thiệt nghe, con đang mất dần kiên nhẫn, cảm thấy chán lắm và hết muốn yêu nó rồi. Má có biết không? Từng lời tôi nói ra làm cho má ngồi chết điếng, xuất hạng dầm về. Bà già ngồi yên một lúc rồi cố trấn tĩnh phân trần. Mario à, má sai rồi. Lẽ ra má không được can thiệp quá sâu vào chuyện của hai đứa. Má xin lỗi con. Betty hoàn toàn vô tội, tại nó ngoan và biết nghe lời quá đi nên má mới dễ dàng thao túng nó như thế. Con bé đáng thương chứ không có đáng giận như má đâu con. Má hứa sẽ trả tự do cho nó. Hai đứa bay cứ tự do yêu đương, miễn đừng có ăn cơm trước kẽn là được. Tự nhiên tôi hét lên, tại sao không? Nó là của con chứ có phải là của má đâu. Má tôi cố giải thích, không phải má muốn cấm cản gì chuyện của tụi bay, nhưng má sợ. Sợ cái gì? Mà dù con nói vậy, nhưng cũng có định vượt qua giới hạn đâu mà má lo chứ. Tao sợ mày dở chứng, bỏ rơi con người ta nữa chừng, biết chưa? Lỡ có chuyện thì tao biết ăn nói sao với bà xui. Tôi hét rất lớn, bị giận dữ, thiếu điều chắc cả nhà nghe thấy hết. Nghĩa là má không tin thằng con của má hả? Thôi rồi, má tin. Tao bắt đầu thấy mệt tim với mày rồi đó. Vậy được, nhưng cũng chưa chắc con chịu cưới nó đâu á. Lần này bà già tôi đập tay lên bàn một cái rầm, khiến mấy cây bút tưng lên rơi lộp bộp. Cái gì nữa vậy hả thằng quỷ? Tôi nhìn má nói một cách nghiêm túc, con muốn bàn đến một thực tế khó giải quyết. Lại cái giống gì nữa đây? Mày làm tao nhức đầu quá à. Sao hồi tỏ tình với con người ta mày không thấy, mà bây giờ lòi ra đủ thứ vậy? Quá đáng lắm rồi nghe Mario. Má à, con nói gì Betty cũng không hiểu. Trình độ hai đứa chênh lệch vậy, sao nói chuyện? Trời ạ, mày tính cưới vợ hay định tuyển giáo sư tiến sĩ vậy hả? Vừa phải thôi nghe thằng mắc dịch. Nhưng mà làm sao con bàn công chuyện với nó? Con nghe má nói nè, chuyện kiếm tiền là của con, chuyện giữ gìn tổ ấm là của nó. Việc của đứa nào đứa nấy làm, chẳng ai cần biết việc của ai. Chỉ cần thương yêu nhau, chung lưng đấu cật, lo cho gia đình, chăm sóc lẫn nhau, vậy là đủ. Chuyện trình độ thì liên quan gì ở đây? Sao mày nhiều chuyện quá vậy? Nhưng cái con khỉ, mày có thấy con bé nào ngoan hiền, dễ thương như nó không? Dạ không. Mày có thấy con bé nào xinh xắn, hấp dẫn như nó không? À dạ, cái này thì chắc chắn là không rồi. Mày có thấy
con nhỏ nào ở cái thời 4.0 này mà đảm đang việc nhà, giỏi giang bếp núc, siêng năng quán xuyến như nó không? Dạ không. Cái cuối cùng, có ai sẵn sàng chịu chăm sóc một thằng khó ưa như mày không con? Dạ, chắc không quá. Trời đất ơi, mày coi lại đi, cả đống thứ hiếm có khó tìm như thế, mày kiếm ở đâu ra ngoài Betty hả thằng ôn dịch? Dạ, con hiểu rồi má. Lát má về, mày phải xin lỗi Betty ngay. Còn bây giờ thì má xuống nhà an ủi con nhỏ một chút. Mày hành hạ con nhỏ quá lắm đó nghe. Tao hứa sẽ gỡ lệnh phong tỏa cho hai đứa bay, từ nay tự do yêu đương. Tao cũng chẳng thèm xen vào cấm đoán chi nữa cho mệt xác. Sau đó má đủng đỉnh đi xuống nhà nói chuyện với Betty. Mẹ chồng nàng dâu tương lai cứ rủ rỉ tới chiều mới chịu vãn. Khi đi ngang phòng làm việc của tôi, bà già đứng ở cửa nói vọng vô: lát xuống nhà ăn cơm rồi xin lỗi con bé cho đàng hoàng, nhớ chưa con? Dạ con biết rồi. Nhưng tôi chưa kịp ra khỏi phòng thì Betty đã lên tới. Gặp tôi, con nhỏ cúi gầm mặt nói lý nhí: anh Mario xuống ăn cơm. Tôi bước lại gần Betty rồi vòng tay ôm lấy em. Lạ chưa, con nhỏ lần này chịu đứng yên. Đúng là má tôi đầu têu mọi chuyện rắc rối đi mà. Tấm thân nhỏ nhắn của em rung lên bần bật. Tôi cúi xuống nhìn vào mắt em. Con nhỏ vội giấu mặt vào ngực tôi. Trời đất ơi, Betty đang khóc thút thít như bị gì oan ức lắm vậy. Tôi ôm con nhỏ vào lòng vỗ về: anh xin lỗi Betty. Thôi, là tại Mario hư, không biết điều. Đừng giận anh nữa nha. Phải mất một lúc, con bé mới chịu nín khóc. Khi tôi lấy tay lau mấy vệt nước mắt trên má của nhỏ, nó nói lý nhí: anh Mario ác lắm. Tôi lại phải ôm nó xin lỗi xin phải thêm một lúc nữa. Tới khi con bé chịu nhoẻn miệng cười thì hai đứa mới đi xuống nhà ăn cơm. Từ hôm đó trở đi, tôi và Betty gần như trở lại bình thường. Nói là gần như, vì lần này chính tôi lại là người giữ ý. Tôi muốn xóa khỏi cái đầu con bé ấn tượng về một Mario nhiều thói hư tật xấu, để con nhỏ thấy rằng chẳng có gì phải đề phòng về người chồng tương lai thiên tài của mình. Với lại, tôi chợt nảy ra một siêu ý tưởng: sao không sửa chữa cập nhật cho Alyssa trở thành một Betty trí tuệ nhân tạo? Trời ạ, nếu tôi có hai Betty, một dành cho trí tuệ siêu việt, còn một là vợ cưng bằng xương bằng thịt hẳn hoi, có lẽ tôi sẽ trở thành một gã trai diễm phúc nhất thế giới. Còn hai tuần nữa là đến ngày cưới, nhưng tôi chẳng để ý gì đến sự bận rộn và nỗi lo lắng của mọi người. Ba má, Betty thì túi bụi bù đầu chuẩn bị cho cái ngày trọng đại nhất đời của hai đứa. Khốn khổ nhất là cái thằng Bobby. Dĩ nhiên rồi, lúc nào cũng bị sai phái, chạy vặt, đến lòng tóc gáy. Đến nỗi tôi phải ra tay can thiệp yêu cầu mọi người bớt bớt hành hạ thằng nhỏ. Dù là ô xin cao cấp, nhưng nó cũng là bản chí cốt của tôi mà. Có điều mọi người hết sức lo lắng khi thấy hình như tôi chẳng chút tập trung quan tâm tới cái ngày mà bất cứ thằng con trai nào cũng háo hức chờ đợi. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tôi đang cố sống cố chết hoàn thành phiên bản Alyssa chính thức mà nay đã đổi tên thành Paddy Official Edition. Hôm nghe tôi khoe sắp cho ra lò con vợ AI giống y như Betty ngoài đời thật, thằng Bobby dù rất thân và hiểu tôi nhất cũng bàng hoàng. Nó kêu lên:
Mario à, tao chở mày đi bệnh viện nhé. Tôi ngạc nhiên. Tại sao? Mà mày định chở tao vô đâu? Nhà thương điên chứ ở đâu? Mày bệnh quá rồi à, sếp. Nó lại gần ngồi xuống kế bên, rồi quàng tay qua vai tôi, thủ thỉ. Thay mặt tình bạn thâm giao của hai đứa mình, tao chân thành khuyên mày nên dẹp cái chuyện khùng điên ba trợn này. Làm ơn đi nhé, Mario. Ê thằng kia, sao mày dám phát ngôn bừa bãi vậy hả? Bobby đưa tay lên sờ trán tôi, rồi hỏi nhỏ, hình như nó đang cố gắng tìm hiểu thằng bạn thiên tài đang bị gì. Mày đã có bé Ti rồi, sắp sửa đám cưới nữa, vậy thì còn cố tạo ra bé gì để làm cái quái gì? Bobby, sao mày chậm tiêu quá vậy? Bé Ti làm sao có đủ trình độ tri thức để nói chuyện với tao, nên rất cần một con vợ kỹ thuật số, Super AI như Perry, để bổ sung vô cái sự thiếu hụt đó chứ. Mày cũng biết tao yêu Betty lắm mà, hiểu chưa thằng ngốc? Nhưng bổ sung kiểu gì tao không hình dung nổi. Mày ngu quá. Tao có thể ăn ngủ và làm tình với Betty, nhưng trao đổi ý tưởng và nói chuyện thì phải là con vợ ảo Perry. Nó thông minh, hiểu biết hơn nhiều, hiểu chưa? Thằng bạn tôi giơ hai tay lên trời, ra vẻ chán nản. Nó đứng dậy buông thõng một câu trước khi bỏ đi. Mày điên nặng quá rồi à, sếp. Tao chịu thua. Khi ra tới cửa, Bobby chợt dừng lại, ngoái cổ vô, cố nói thêm một câu nữa. Mày làm sao thì làm, Betty sợ quá trốn mất thì đừng có khóc. Mày biết nó nhát lắm mà. Mắc gì sợ? Sống với thằng bị tâm thần mà không sợ thì sợ cái gì chứ? Nhưng có vẻ như Bobby vẫn còn tò mò với cái kế hoạch khủng khiếp của tôi. Nên hai ngày sau, sau khi đi công chuyện cho má về, nó bèn gặp tôi để hỏi cho ra lẽ. Ê, sếp, tao muốn biết mày định hiện thực hóa con robot Perry bằng cách nào? Lâu lắm rồi mới thấy mày có một câu hỏi thông minh và hợp thời như thế. Thế này nhé, tao đã liên hệ với một hãng chế tạo búp bê bằng silicon nổi tiếng ở Japan để đặt hàng làm một baby doll giống hệt như Betty một cách toàn diện, từ tóc tai, mặt mũi, da dẻ và kể cả mùi da thịt nữa. Sau khi hàng được ship về đây, tao sẽ lắp thêm một hệ thống camera thay cho mắt nhìn, speaker thay cho miệng nói và microphone làm tai nghe. Tất cả đều có chức năng thu phát tín hiệu không dây với hệ thống computer có cài sẵn chương trình ChatGPT Perry Official Edition. Mày thấy hay không? Thằng bạn tôi trố mắt hỏi dồn dập. Vậy là mày có hai con vợ? Ủa, mà làm sao chế tạo được mùi da thịt? Khó tin quá. Làm được mới hay chứ. Hãng có gửi cho tao một số loại mùi tổng hợp. Họ yêu cầu phối lại cho tới khi giống nhất có thể. Tao phải mất gần cả tuần cho cái việc đó đó. Nó thắc mắc. Vậy lúc mày ngủ với Betty thì có đem con robot theo không? Ừ, có chứ. Tao ngủ chung với hai đứa luôn. Hai mắt Bobby không giấu nổi kinh hoàng, nhưng nó vẫn ráng hỏi. Vậy lúc mày làm tình với vợ thì cái con người máy á, nó có biết rên phụ không? Câu hỏi hay. Lúc đó tao sẽ biểu nó làm vậy. Bobby đứng phắt dậy, nó dứt khoát. Má ơi, tao phải đi báo cho ba má mày và Betty hay liền. Cần phải đưa mày đi bệnh viện. Điên nặng quá rồi.
Tôi trợn mắt, chỉ tay vào mặt nó ra lệnh. Tao cấm mà nha, mới chỉ có mình mày biết trước vụ này. Bất cứ ai mà nghe được thì mày sẽ là người đầu tiên mất việc. Nghe chưa? Liệu hồn đó thằng quỷ. Mặc dù miệng thì nói vậy, nhưng hôm hoàn thành xong Perry, tôi quyết định phải cho Betty biết. Đồng thời cũng muốn thử nghiệm và so sánh sự giống nhau của hai đứa. Nên tối hôm đó, sau khi ăn cơm xong, tôi nói với Betty: Cưng à, lên phòng làm việc của anh đi. Chi vậy anh Mario? Anh vừa chế tạo xong một con búp bê siêu trí tuệ và siêu đẹp luôn. Con nhỏ trố mắt nhìn tôi ngạc nhiên. À, mấy tuần nay anh cấm mọi người vô phòng là làm cái vụ này đó hả? Phải. Nhưng sao lại là búp bê? Chế tạo nó để làm gì? Thật ra thì cũng có liên quan đến phát minh của anh. Con búp bê này anh đặt tên là Perry, là tiền đề cho rất nhiều búp bê khác mà sau này anh sẽ tung ra thị trường theo đơn đặt hàng. Ồ, hay quá. Vậy làm ra con này là để bán hả anh? À không, con này là của anh, vì nó giống em như hai giọt nước. Giờ lên đó xem, nhìn thấy thì em sẽ hiểu liền hà. Nhưng mà đừng có sợ nhé. Phải nói rằng, mới đầu Betty tỏ ra thích thú khi vừa trông thấy con Perry. Con nhỏ khen nức nở: Ô, búp bê đẹp quá, giống em dễ sợ. Nhưng con bé bàng hoàng phát khiếp vì sợ khi Perry lên tiếng hỏi: Ủa, anh dắt con nhỏ nào vô đây giống em vậy, anh Mario? Betty kinh hoàng lùi lại. Trời đất ơi, thấy ghê quá anh à. Tôi kiên nhẫn trấn an con nhỏ: Không sao đâu, em nên làm quen với nó. Có thể mai mốt Perry sẽ giúp em học hỏi nhiều thứ. Nó giỏi lắm đó, chỉ không biết cử động thôi. Nhưng Perry lại phản ứng có phần quá khích: Con mắm này vừa chê em, thấy ghê kìa Mario, em không chịu đâu. Nhưng Betty đã hấp tấp bỏ đi ra khỏi cửa. Tôi vội vàng đuổi theo: Em làm gì vậy Betty? Con nhỏ nghiêm mặt nhìn tôi, nó nói rành rọt nhưng đầy vẻ tự ái: Anh Mario à, một mình em là không đủ cho anh sao? Không phải như em nghĩ đâu mà. Vậy sao anh cần thêm Perry? Sao nó phải giống em như vậy? Rõ ràng nó không chỉ là một con búp bê. Anh đừng để cho em thấy nó nữa, em sợ lắm. Khi con nhỏ về phòng, nó không thèm ngoái lại nhìn tôi lấy một lần. Betty giận rồi: Sao đàn bà thật khó hiểu vậy? Thời gian gần đây, công nghệ AI thời 4.0 đang phát triển mạnh trên thế giới. Các nhà khoa học đang hướng tới giai đoạn phát triển siêu trí tuệ, hay còn gọi là trí tuệ nhân tạo tổng quát, AGI. Việc thực hiện chế tạo Perry được xem như thử nghiệm lần đầu tiên cho một kế hoạch kinh doanh về AGI mà tôi đã phác họa ra trong đầu, mở màn cho một loạt dự án phát triển mới của công ty. Không phải là tôi đổ thừa cho Betty về những trì trệ hoặc thất bại trong công việc của mình sau này, nhưng rõ ràng là tôi đang biếng nhác hơn trước, và doanh số của công ty cũng đang có dấu hiệu giảm sút đáng kể. Hình như tôi đang nhận ra sự thay đổi trong cách sống cũng có ảnh hưởng tiêu cực đến niềm hứng khởi và sự tập trung trong công việc nghiên cứu. Đến nỗi hôm tổng hợp kết quả kinh doanh cuối tháng, Bobby khẩn thiết bày tỏ nỗi băn khoăn thắc mắc của mình: Thưa sếp, tháng này doanh số tự nhiên rớt xuống một cái bịch. Chẳng hay mày bị sao vậy á sếp? Tôi nhìn nó với ánh mắt đầy khó chịu. Còn sao nữa? Tại vì tao đang yêu. Với lại do tập trung quá nhiều vào con Perry. Thằng bạn tôi tỏ vẻ chậm tiêu như thường lệ. Ủa, cái vụ yêu đương
thì dính dáng gì đến chuyện mừng ăn? Tôi bỗng phát bực nên nói hơi sẵn giọng. Sao không? Tao có một cái đầu hả? Nó chỉ làm được một trong hai thứ, hoặc là yêu, hay là công việc. Chọn một trong hai thôi. Tao tham lam, ôm hết cả hai, nên lúc này cái gì cũng dở dở ương ương, chẳng ra cái giống ôn gì hết. Theo mày thì nên chọn cái nào? Bobby tỏ ra ưu tư. Hey, khó quá nhỉ. Công việc thì quan trọng nên phải ưu tiên là đúng rồi. Nhưng tình yêu cũng cần thiết không kém. Hơn nữa Betty dễ thương như vậy, tao nhìn còn khoái nữa là. Nói gì mày? Hả? Mày nói cái gì vậy thằng ôn dịch? Không, đó là tao thí dụ thôi mà. Bỗng dưng tôi nổi cáu ngang hồng. Mà nè thằng trời đánh, doanh số giảm sút thì mày cũng có bị trừ bớt lương đâu mà hỏi nhiều thế. Bobby nhe răng cười cầu tài. Tao quan tâm tới tình hình công ty thôi mà. Bây giờ mày tính sao hả sếp? Tôi trầm ngâm một lúc rồi ra lệnh. Còn gần 2 tuần nữa mới tới đám cưới. Thôi, tạm dẹp nó qua một bên để lo chuyện mừng ăn. Còn bây giờ thì tao muốn đi xả stress. Mày lo set up một cuộc thư giãn vào tối nay để mai bắt đầu chiến đấu tiếp. Ok. Gì chứ, nói tới chuyện chơi thì thằng bạn tôi tư tỉnh lên liền, nhưng nó không giấu nổi thắc mắc. Mà Mario nè, bộ mày bớt yêu Betty rồi hả? Trời, mày nghe ai nói vậy? Ủa, chứ không phải ha? Cái thằng này, IQ của mày sao tự nhiên tuột dốc thê thảm vậy? Giờ có đi không thì bảo. Dạ, tuân lệnh sếp. Khi nó ra tới cửa phòng thì tôi bỗng gọi giật lại. Nè Bob, mày gọi cho Jasmine, nhờ em nó kiếm thêm một con bạn nữa cho mày đó. Cảm ơn sếp. Không phải tôi cần gái hay nhớ nhung gì em Việt Kiều Úc, nhưng tự dưng tôi muốn chơi đùa, quậy phá một chút để giải tỏa căng thẳng. Tại sao Betty cứ làm khó tôi hoài vậy? Con nhỏ hiền hiền vậy mà dở chứng bất tử không thể cản nổi. Ngay cả cái dự án Perry quan trọng vậy mà em cũng tỏ ra ác cảm rồi phản đối. Tôi phải làm gì để dung hòa giữa công việc và em? Đã từng có một đêm nóng bỏng với Jasmine rồi. Đàn bà đẹp và ngon như em nó thì có thể gọi là khỏi cần nước sốt. Tội gì phải kiếm nhỏ nào khác cho mệt. Mà có phải vậy là hư đốn không? Cứ ngó vào mấy con zero dài ngoằng trong tài khoản của tôi đi. Cắm đầu cắm cổ làm việc như một thằng khùng bao lâu rồi mà còn chưa hưởng thụ cho hết mấy cái con số lẻ, thì có hư hỏng đôi chút cũng chẳng chết thằng Tây nào mà phải không? Giải pháp trước mắt là không để lãng phí thời gian. Tôi phải quay lại với công việc càng sớm càng tốt. Với Perry còn đang chờ đợi, với các dự án chưa thực hiện, không thể bỏ phí trí tuệ và tiền bạc của mình. Tối hôm đó, Bobby lái xe đưa tôi tới vũ trường để đón Jasmine và Rosie như đã hẹn trước. Hẹn nhau ở sàn dancing chỉ vì hai em này thường xuyên đóng đô ở đó, chứ tôi đâu có ưa nhảy nhót. Vô mấy chỗ này chỉ tổ túng tiền và điếc tai, chứ chẳng nước non gì. Khi xe chờ tới trước cửa Queen Club, đã thấy hai em ăn mặc hở trước trống sau đang đợi sẵn. Tôi ngó qua thì Bobby nhìn gái lồm lồm, cứ như hai con mắt muốn lòi cả ra ngoài. Chỉ còn thiếu có nước giải lòng thòng nữa là đúng điệu. Phải nói, lâu lâu gặp lại mấy em, tôi chợt phát hiện ra các kiều nữ ngày càng nâng cấp trang phục đến trình độ có cũng như không.
mấy em thiếu điều cởi trần khi xô hàng tiếp thị. Tôi mở cửa sau ngoắc ngoắc. Jasmine trông thấy, liền nhảy vọt lên xe và thiếu điều muốn lao luôn lên lòng tôi. Nàng ôm mặt tôi, hung chùng chục, nói với giọng đã đớt. Mario, em nhớ anh muốn chết hả? Anh cũng nhớ em thấy một tổ luôn á. Xạo quá đi ông tướng. Biết xạo sao còn hỏi. Jasmine tự nhiên im lặng. Bỗng nàng kề môi vào sát tai tôi, nói thì thầm. Em nhớ anh thiệt, không có xạo đâu. Tôi nhìn cô gái, thấy hai mắt nàng long lanh. Nhưng Jasmine đã quay mặt đi. Lúc xe bắt đầu lăn bánh, tôi dặn dò Bobby. Lái xe cẩn thận, đang chạy không có quờ quạng nghe cu. Tới nơi rồi muốn mần gì thì mần. Chẳng hiểu Jasmine kiếm đâu ra con nhỏ Rosie với ba vòng căng cứng, muốn nứt cả cái váy chật chội mà tôi biết làm cho Bobby nhấp nha nhấp nhổm, ngồi không yên trên ghế lái. Rosie quay xuống ổng ẹo. Sếp nói chuyện kỳ ghê á, làm em mắc cỡ thấy mồ hà. Tôi hỏi thằng bạn, giờ đi đâu mày? Sếp yên chí, trên tinh thần tiết kiệm và giá cả bình ổn, nhưng chúng ta vẫn được ăn ngủ với chất lượng 5 sao. Ok chưa? Tốt lắm, tạm tin lời mày. Nhưng đúng là Bobby quả rất tận tụy với công việc mà tôi giao phó. Không biết làm sao nó mò ra được một cái nhà hàng khách sạn mini tĩnh mịch trong khu villa sang trọng bên quận 7. Mấy em tỏ ra hào hứng khi được tham dự một bữa tiệc đặc sẵn, không thiếu sơn hào hải vị. Dĩ nhiên rồi, với tiêu chí là ăn đồ bổ để lấy sức, còn uống nhằm tăng thêm phần kích thích mọi giác quan, nên tiệc tùng kéo dài đến tận khuya. Lúc ai nấy đều xiển liễng vì men rượu, thì Rosie bỗng lên tiếng thắc mắc. Tối nay bốn đứa mình ngủ chung phải không nè? Tôi chưa kịp phản ứng thì Bobby đã lên tiếng ủng hộ sáng kiến đồi trụy này. Ồ, hấp dẫn quá, có lý à nhen. Nhưng tôi nặng ngang thằng bạn. Có lý cái đầu mày. Ngay lúc đó Jasmine bỗng nhiên xen vào. Em cũng không thích. Tối nay anh Mario là của em. Anh ha. Nàng vừa nói vừa quàng tay ôm cứng lấy tôi, hung chùng chục. Tôi nhìn Jasmine, nhưng nàng đã gục đầu vào ngực tôi. Sau đó mỗi cặp vô một phòng riêng bút sẵn tại chỗ khá sang trọng. Cũng có giường king size êm ái lúc cả người. Jasmine thích thú kêu lớn. Lần nào đi với anh cũng sướng hết trơn á. Tiêu chuẩn tối nay là để hưởng thụ mà cưng, không sướng thì đi làm gì. Thật khác với cuộc gặp gỡ lần trước, lần này Jasmine chăm sóc tôi một cách nhẹ nhàng tận tụy. Tôi có cảm tưởng nàng đang cùng tôi hưởng thụ những cảm xúc thực sự của đôi lứa yêu nhau. Nàng tinh tế chậm rãi nghe ngóng những phản ứng của tôi trong lúc làm tình. Nàng run rẩy lúc lên đỉnh như với một người tình thực thụ. Khi ấy tôi thầm nghĩ, nếu đó là diễn xuất thì Jasmine đã lên tới đẳng cấp thượng thừa mà tôi phải gọi bằng cụ. Và tôi tự cười thầm, còn khuya mày mới là đối thủ xứng tầm của em nó đấy, Mario ạ. Lúc tôi nằm vật ra, Jasmine quay sang ôm tôi thủ thỉ. Lần này anh tiến bộ ghê, làm em phê muốn chết à. Ừ, có thiệt không đó? Đứa nào nói láo chết. Tự nhiên tôi bật cười khang. Vậy mà cũng thề cho được. Nàng nói lãng, sao lâu nay không gọi em, tưởng anh quên rồi chứ. Thì cũng tại bận rộn mà cưng. Ông nào cũng nói vậy hết á. Không nói vậy thì nói gì? Mấy em cà ve chỉ dùng để giải khuây, chứ đâu phải đối tượng để tâm sự. Tôi hỏi cho có chuyện.
Lâu nay em có về Úc không? Dạ chưa, nhưng em đang tính về. Ủa, có chuyện gì không? Jasmine ngồi dậy, nàng tựa lưng vào thành giường, kéo chăn phủ ngang ngực, rồi cúi đầu nói nhỏ. Chồng em đồng ý làm thủ tục ly hôn. Ồ, như vậy thì tốt rồi. Sao không về ngay, còn đợi gì? Jasmine yên lặng giây lâu, rồi nói tiếp. Thằng khốn đó đồng ý với một điều kiện. Tôi ngạc nhiên nhìn nàng. Điều kiện gì? Phải trả cho nó 20.000 đô đó anh. Trời, lại còn thế nữa. Phải, nó nói coi như bồi thường chi phí hồi xưa nó đưa em qua bển. Nghe cô gái nói thế, tôi chợt thấy cảnh giác, nhưng cũng nói lãng. Vậy mà cũng làm được. Nàng yên lặng một lúc, rồi bỗng hỏi một câu khiến tôi giật mình. Anh có ý định qua Úc sống bao giờ không? Hình như tôi đã lờ mờ đoán ra ý nàng, nhưng cũng làm bộ hỏi tới. Ồ, anh chưa. Nhưng nếu muốn thì làm sao? Jasmine đột nhiên tung chăn ra, nằm đè lên người tôi, rồi trườn lên cho bộ ngực kề sát mặt. Nàng nói thì thào, hơi thở phả ra nóng hổi. Cưới em đi, rồi cùng sang Úc sống với em. Em yêu anh lắm. Nằm dưới bộ ngực đồ sộ của Jasmine, nhưng tôi rất tỉnh táo. Tôi hiểu rõ ý muốn của nàng, nên nhẹ nhàng hỏi lại. Nghĩa là anh cần phải đưa em 20.000 để trả lại cho thằng chồng cũ của em chứ gì? Cô gái tỏ ra ngượng ngùng đáp. Dạ, chắc là phải thế. Tôi phì cười. Em nghĩ sao mà nói chắc vậy? 20.000 đâu có đủ. Jasmine làm ra vẻ ngây thơ. Là sao hả anh? Em không rành lắm đâu. Thế này nhé, 20.000 chỉ là mới trả cho chồng em. Sau đó em còn cần chi phí cho thủ tục ly hôn. Sau đó là thủ tục bảo lãnh cho anh. Rồi nào là chi phí cho đám cưới, thủ tục xuất cảnh, vân vân. 20.000 của em làm sao đủ? Cô gái nhìn tôi bằng đôi mắt đen thấm đầy vẻ hy vọng. Em không biết nữa, vì đâu có rành thủ tục. Em là Việt Kiều mà còn hỏng rành. Anh làm sao biết rõ được. Nhưng thôi, giờ ngủ đi cưng. Chuyện gì mai bàn tiếp hen. Anh buồn ngủ rồi. Dạ. Jasmine dạ, nhưng vẫn không chịu ngủ. Nàng trườn xuống dưới, cố đánh thức bản năng đàn ông trong tôi. Nhưng thực sự, lúc ấy tôi đã hết hứng thú. Bộ ngực Jasmine đẹp tuyệt, thân hình nàng vô cùng hấp dẫn. Nhưng tôi không yêu nàng, và tôi cũng không hề có ý định gì ngoài một cuộc vui chơi hơi quá đà so với thường lệ. Tự nhiên tôi bỗng sực nhớ đến Betty. Không biết giờ này em đã ngủ chưa, hay đang trằn trọc lo lắng vì không hiểu tôi bỏ nhà đi đâu đêm nay. Rồi tôi lại nghĩ đến 500 đô tiền lương còm cõi của nàng. Từ hồi đến ở nhà tôi tới nay, ngoài mấy lần đi sắm đồ linh tinh, thì tôi chưa một lần nghe thấy em nó tỏ ra quan tâm đến tiền bạc hay vật chất gì. Nhớ hôm nào tôi nghe má cho hay. Tội con nhỏ lắm con. Tháng nào nó cũng nhờ má chuyển hết tiền lương về cho má nó. Mày coi liệu mà tăng lương thêm cho con nhỏ. Nó làm việc cũng cực mà, phải không con? Hôm đó tôi vui miệng nên hứa bừa với má. Được rồi, để con tăng lương cho nhỏ Ti. Mỗi tháng thêm 500 nữa là được chứ gì. Miệng thì hứa ngon vậy đó, nhưng rồi tôi quên bén đi lúc nào không biết, nên cũng đâu có làm. Chợt nhớ mấy hôm giận nhau, tôi không chịu ăn cơm. Con nhỏ ngồi thui thủi một mình ở dưới bếp,
Trời đất ơi, sao cái thằng tôi vô tâm, vô tình vậy nhỉ? Chỉ biết đòi hỏi người khác phải thế này thế nọ, mà bản thân thì lại quá dễ dãi với mình. Đêm nay tốn kém bao nhiêu? Có tệ lắm cũng phải hết cả ngàn. Nếu yếu lòng để cho gái dụ thì còn hơn thế nữa. Rồi tôi lại nhớ tới má. Từ hồi làm ra tiền tới giờ, thằng Mario thiên tài này đã sắm cho cha, cho mẹ được món quà rẻ tiền nào chưa? Trong khi má cứ phải lo toan mất ăn mất ngủ vì thằng con khó dạy này. Tự nhiên tôi thấy nhớ má, nhớ bé Ti, và tôi có cảm giác mình thật là tồi tệ. Tôi bỗng vùng dậy làm Jasmine giật mình. Nàng kêu lên: Sao vậy anh? Anh phải đi tắm cái rồi về. Trời đất ơi! Nhưng tôi đã đi ra, bước sang gõ cửa phòng Bobby. Khi nó vừa hé cửa, ló mặt ra, tôi nói ngắn gọn: Coi thanh toán cho xong hết rồi về. Ngay bây giờ á? Phải, mau lên. Bobby rền rĩ: Tao biết mày khùng, nhưng không nghĩ đêm nay mày điên dữ vậy. Mặc kệ nó nói lảm nhảm, tôi nhảy liền vô nhà tắm, cố gột rửa phần nào những ô uế nãy giờ. Sau đó tôi nói với Jasmine: Em với Rosie cứ ngủ cho tới sáng rồi về, bọn anh đã thanh toán hết rồi. Nàng nhìn tôi thở dài, thất vọng, nhưng cũng cố nói vớt vát: Khi nào cần thì nhớ gọi em nha anh. Tôi im lặng gật đầu, rồi đi nhanh ra cửa. Khi xe về tới cổng, tôi bảo với Bobby: Mày lái về nhà, rồi mai mang xe đi làm luôn. Dạ sếp. Tôi mở khóa cổng bước vào sân. Chuông đồng hồ trong nhà cũng vừa đánh lên 12 tiếng. Trong bóng đêm lờ mờ, tôi nhìn thấy Betty đang ngồi bó gối đợi ngay bậc tam cấp. Con nhỏ thấy tôi liền reo lên trong bóng tối: Anh Mario! Tôi bước đến bên em, nói với giọng hạch sách: Sao chưa ngủ? Ai cho em thức tới giờ này? Biết mấy giờ rồi không? Con nhỏ ngước nhìn tôi, hai mắt nó đen thẫm, lóng lánh: Anh đi mà không nói nên em trông. Tôi nắm tay Betty dắt tới phòng tôi và mở khóa cửa. Tối nay ngủ với anh, đi vô trong, mau lên. Nhưng mà má là... Má là kệ, vô giường anh nằm đi, chờ anh tắm rửa chút, người ngợm anh dơ lắm. Vậy thì để em đi lấy quần áo sạch cho anh. Khỏi, anh tự lo được, em vô giường nằm đi. Cãi hoài ha. Dạ. Khi tôi vô tới thì con nhỏ đã thiêu thiêu ngủ. Lúc tôi ngã lưng xuống giường, Betty tỉnh dậy vội xích vào trong. Tôi quàng tay ôm chặt lấy người em, nói thì thào: Nằm yên ngủ đi, anh không có cắn đâu. Dạ. Ngoan lắm. À mà Betty nè. Dạ sao hả anh? Anh quyết định hủy bỏ con búp bê Paddy, không cần nó nữa. Nhưng uổng phí quá à, dù sao cũng là công sức của anh. Nói hủy có nghĩa là sửa nó lại thành một con búp bê khác, chứ có quăng đi đâu mà phí hả cưng? Ồ dạ, em hiểu rồi. Nhóc cưng nè, từ nay anh chỉ cần có mình em thôi hà. Dạ, anh Mario. Lần đầu tiên trong đời, tôi thấy Betty quay qua, bẽn lẽn, áp môi vào má tôi.